Avezac, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Xin chào các em. Như chúng ta đã biết, nước Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay nổi tiếng với niềm tự hào với truyền thống chống giặc ngoại xâm, truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo. Và hơn hết nữa thì ngay tại bây giờ đây thì chúng ta biết rằng đất nước Việt Nam chúng ta còn được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho cái nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng đa dạng và phong phú. Vậy theo các em, tài nguyên thiên nhiên là gì và bằng cách nào thì chúng ta có thể sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên? Tất cả những cái thắc mắc đó thì chúng ta sẽ được giải đáp trong chương cuối cùng của sinh học 9, đó là chương 4, bảo vệ môi trường. Bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đó là bài 58, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Ở bài này thì chúng ta sẽ biết được các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu, cũng như là sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Trước hết thì chúng ta cùng khám phá cái khái niệm tài nguyên thiên nhiên là gì. Thì ở đây, ngoài tài nguyên rừng và tài nguyên biển cô vừa nói ở đầu bài, thì chúng ta còn biết rằng có những cái nguồn tài nguyên ví dụ như là tài nguyên đất, tài nguyên nước hay là tài nguyên khoáng sản. Nói tóm lại, với một cách dễ hiểu nhất thì chúng ta có thể nhớ cho cô, tài nguyên thiên nhiên ở đây chính là nguồn vật chất sơ khai được hình thành và tồn tại trong tự nhiên mà con người có thể sử dụng trong cuộc sống. Cô lấy ví dụ như là tài nguyên khoáng sản chẳng hạn, thì chúng ta biết những cái quặng than này, rồi là quặng vàng có thể được con người khai thác sử dụng để chế tạo ra các cái vật dụng hoặc là đồ trang trí nhằm phục vụ đời sống hàng ngày. Vậy thì theo các em, tài nguyên thiên nhiên này được chia ra làm các dạng nào? Chúng ta cùng khám phá phần 1 La Mã, các dạng tài nguyên thiên nhiên. Thì ở đây cô đưa ra một cái bảng như sau. Ở đây cô có cột đầu tiên, đó là dạng tài nguyên thiên nhiên. Người ta chia ra làm 3 dạng. Thứ nhất, đó là tài nguyên tái sinh. Thứ hai là tài nguyên không tái sinh. Và thứ ba, đó là tài nguyên năng lượng vĩnh cửu. Và cột bên cạnh, đó là các dạng tài nguyên. A là khí đốt thiên nhiên, B là tài nguyên nước, C tài nguyên đất, D năng lượng gió, E dầu lửa, G tài nguyên sinh vật, H bức xạ mặt trời, I than đá, K năng lượng thủy triều, L năng lượng suối nước nóng. Bây giờ các em sẽ làm cho cô một cái thao tác, đó là các em thử dự đoán xem các cái tài nguyên này nó thuộc dạng tài nguyên nào trong 3 tài nguyên cô vừa nêu ra. Các em thử dự đoán nhé. Ví dụ, cô lấy cái ví dụ đầu tiên, cô làm mẫu nhé. Ví dụ tài nguyên tái sinh thì cô nhóm các cái tài nguyên như sau. Đó là B, là C và là G. B tức là tài nguyên nước, C ở đây đó là tài nguyên đất và G đó là tài nguyên sinh vật. Sở dĩ cô xếp nó vào nhóm tài nguyên tái sinh tại vì đó là nếu như với các dạng tài nguyên này mà chúng ta sử dụng một cách hiệu quả, có kế hoạch, có việc bảo vệ thì sau một thời gian nó có thể phục hồi lại. Chính vì vậy cô xếp nó vào nhóm tài nguyên tái sinh. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ làm các cái dạng tài nguyên không tái sinh và tài nguyên năng lượng vĩnh cửu tương tự như sau. Đối với tài nguyên không tái sinh thì cô xếp vào đây các cái tài nguyên đó là A, là E và là I. A ở đây đó là khí đốt thiên nhiên, E là dầu lửa, I ở đây là than đá. Bởi vì những cái tài nguyên này nếu như chúng ta sử dụng thì nó dần dần sẽ bị cạn kiệt, đúng nhỉ? Tại vì đây là những cái vật không sống, nó không có khả năng sinh trưởng và phát triển, không có khả năng sinh sản tạo ra thế hệ mới. Vì vậy nếu như chúng ta cứ sử dụng thì nó sẽ dần dần bị cạn kiệt. Tiếp theo đó là tài nguyên năng lượng vĩnh cửu thì sẽ là các tài nguyên còn lại, đó là ở đây là H bức xạ mặt trời, D năng lượng gió, K năng lượng thủy triều và
năng lượng, suối nước nóng. Tại vì những cái dạng này chúng ta có thể sử dụng để thay thế các cái nguồn nhiên liệu hiện tại mà nó lại không gây ô nhiễm môi trường. Cụ thể dựa vào cái ví dụ này thì chúng ta sẽ chia các cái dạng tài nguyên ra làm 3 dạng. Đó là thứ nhất, tài nguyên không tái sinh, tức là sau một thời gian sử dụng thì nó sẽ bị cạn kiệt. Và nguồn tài nguyên này sẽ thường là tài nguyên khoáng sản. Thứ hai, tài nguyên tái sinh. Có nghĩa là nếu như chúng ta sử dụng một cách hợp lý, sẽ có điều kiện phát triển và phục hồi trở lại. Ở đây thì cô lấy ví dụ các cái dạng tài nguyên như là tài nguyên sinh vật, tài nguyên rừng. Một cái dạng tài nguyên tiếp theo đó là tài nguyên năng lượng vĩnh cửu. Có nghĩa là nguồn tài nguyên sạch khi mà chúng ta sử dụng thì nó không gây ra ô nhiễm môi trường. Cô ví dụ như là nguồn năng lượng mặt trời hoặc là nguồn năng lượng gió và nhiều nguồn tài nguyên khác nữa. Bây giờ chúng ta sẽ lấy ví dụ từng nguồn tài nguyên một tại Việt Nam. Đầu tiên thì các em tìm hiểu cho cô đó là tài nguyên không tái sinh ở Việt Nam có những dạng nào. Như chúng ta vừa phân tích thì tài nguyên không tái sinh ở đây chính là nguồn tài nguyên khoáng sản, đúng nhỉ? Và Việt Nam thì rất giàu có bởi cái nguồn tài nguyên khoáng sản này. Cô lấy ví dụ như sau. Đối với ví dụ như là nguồn tài nguyên than đá chẳng hạn, nhắc tới than đá thì không ai khác, đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ nghĩ ngay đến Quảng Ninh. Hoặc là đối với thiếc thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến các địa danh như là Cao Bằng này, Tam Đảo, Nghệ An. Đối với sắt thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến Thái Nguyên này, Cao Bằng. Còn Thanh Hóa, Nghệ An thì nổi tiếng bởi nguồn tài nguyên đá quý rất là đa dạng và phong phú. Còn đối với tài nguyên cát thì nó lại trải dài từ Quảng Bình cho tới Bình Thuận. Như vậy, nguồn tài nguyên không tái sinh ở Việt Nam, cụ thể đó là nguồn tài nguyên khoáng sản thì khá là đa dạng và phong phú và trải dài ở khắp các miền của Tổ quốc. Tiếp theo, đối với tài nguyên tái sinh ở đây thì cô lấy ví dụ như là tài nguyên rừng. Đối với câu hỏi này thì cô khẳng định luôn tài nguyên rừng đó là tài nguyên tái sinh. Tại vì như chúng ta biết, rừng nó là gì nhỉ? Các loài cây này, các cái loài sinh vật trong rừng này, nó đều là các cái vật sống có khả năng sinh trưởng và phát triển, cũng như là sinh sản để tạo ra thế hệ mới. Do đó, nếu như chúng ta sử dụng một cách hợp lý, có hiệu quả, thì rừng có thể có khả năng là phục hồi, đúng không nhỉ? Vì vậy, nó xếp vào tài nguyên tái sinh. Tiếp theo một dạng tài nguyên nữa, đó là tài nguyên năng lượng vĩnh cửu. Như chúng ta đã biết thì hiện nay một số hộ gia đình này, một số doanh nghiệp này đã sử dụng cái nguồn tài nguyên năng lượng vĩnh cửu, bởi vì nó làm sao nhỉ, nó có những cái ưu điểm vượt trội, nó vẫn cung cấp được điện năng mà nó lại không gây ô nhiễm môi trường. Do đó hiện nay thì người ta đang phát triển hơn nữa để làm sao cái nguồn năng lượng này nó được ứng dụng rộng rãi hơn. Có lấy ví dụ một số nguồn năng lượng, đó là năng lượng mặt trời. Mà cái năng lượng này là chúng ta đang được khai thác rất là nhiều, một số hộ gia đình là có rồi đấy. Tiếp theo nữa, đó là năng lượng gió. Và một cái nguồn năng lượng cô thấy nó hơi mới với các em một chút, đó là nguồn năng lượng thủy triều. Và người ta đã sử dụng nguồn năng lượng này để tạo ra điện. Như vậy, rõ ràng các cái nguồn năng lượng này nó rất là có hiệu quả và đồng thời lại góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường. Vậy thì đối với các dạng tài nguyên thiên nhiên chúng ta đã học, đó là tài nguyên tái sinh này, tài nguyên không tái sinh và tài nguyên năng lượng vĩnh cửu, bằng cách nào để chúng ta có thể sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, thì chúng ta cùng sang phần 2 la mã, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Ở đây thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu theo từng lĩnh vực một. Đầu tiên cô muốn các em nhớ tới đó là sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên đất. Tại vì đất ở đây có vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống. Trước hết, nghĩ tới đất thì chúng ta nghĩ ngay tới vai trò của nó đối với gì nhỉ? Đối với nguồn lương thực, thực phẩm. Bởi vì đất chính là môi trường sản xuất lương thực, thực phẩm. Một cái vai trò nữa đó là cái ngôi nhà chúng ta đang ở này, trường học chúng ta đang học này, bệnh viện này, hoặc là các cái khu dân cư, khu công nghiệp thì đều được xây dựng trên đất. Như vậy, một cái vai trò nữa đó là giúp xây nhà này, các khu công nghiệp này, hoặc là đường giao thông. Như vậy, đất có vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống của chúng ta. Như vậy, rõ ràng chúng ta cần phải làm gì đó để sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên đất.
Và ở đây thì chúng ta khám phá một cái vai trò quan trọng của thực vật đối với đất thông qua bảng như sau. Ở cái bảng này thì chúng ta thấy có các trạng thái của đất. Đó là đất bị khô hạn này, đất bị xói mòn này và độ màu mỡ của đất được tăng lên. Và nó liên quan đến cái thảm thực vật. Thứ nhất là có thực vật bao phủ. Thứ hai đó là không có thực vật bao phủ. Vậy thì dựa vào hiểu biết của các em sẽ tích vào ô trống thích hợp xem là ví dụ như đất bị khô hạn là do có thực vật bao phủ hay là không có thực vật bao phủ. Thì đối với bảng này thì chúng ta sẽ tích được như sau. Đây, đó là thứ nhất, độ màu mỡ của đất tăng lên, đó là do có thực vật bao phủ. Còn đất bị khô hạn và đất bị xói mòn là không có thực vật bao phủ. Giải thích vấn đề này thì cô có một câu hỏi như sau. Đó là vì sao trên vùng đất dốc, những nơi có thực vật bao phủ và làm ruộng bậc thang thì lại có thể góp phần chống xói mòn đất? Giải thích vấn đề này thì chúng ta liên hệ như sau. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng khi mà trời mưa xuống, đúng không nhỉ? Mưa xuống, giả sử như là rơi xuống một vùng đất trơn trống không có gì thì cái vận tốc nước chảy rất là lớn, đồng thời nó sẽ kéo theo rất là nhiều cái lớp đất rơi xuống, đúng nhỉ? Gây ra xói mòn. Còn ngược lại, nếu như chúng ta trồng trên những cái vùng đất dốc hoặc là gì nhỉ? Ruộng bậc thang hoặc là những nơi có thảm thực vật bao phủ thì khi mà nước mưa rơi xuống nó sẽ bị ngăn cản lại, bị va vào các cái thân cây này hoặc là các cái thảm thực vật. Vì thế hạn chế cái vận tốc của nước, do đó nó góp phần chống xói mòn đất. Đây chính là cái ý nghĩa của thảm thực vật cũng như là một số các cái công trình trong trồng trọt và chăn nuôi. Như vậy các em lưu ý cho cô, vai trò của thực vật rất là quan trọng. Ngoài ra thì ở đây cô đề xuất một số biện pháp góp phần cải thiện đất, ví dụ như là cải tạo đất, bón phân hợp lý để duy trì độ màu mỡ phù sa cho đất. Thứ hai đó là chống xói mòn đất, chống khô hạn và chống nhiễm mặn. Tùy vùng miền thì chúng ta sẽ có những cái biện pháp khác nhau. Thông thường đối với biện pháp này thì chúng ta sẽ xây dựng cái kênh rạch này, rồi là các cái nguồn cấp nước để đảm bảo chống xói mòn đất, rồi là chống khô hạn, chống nhiễm mặn. Như vậy, đối với việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên đất thì các em lưu ý cho cô các thông tin như sau. Trước hết, về đặc điểm của đất. Đất ở đây chính là nơi ở, nơi sản xuất lương thực để nuôi sống con người và các sinh vật khác. Và loại tài nguyên thiên nhiên ở đây đó là tài nguyên tái sinh. Và cách sử dụng hợp lý đó là chúng ta sử dụng, trong đó phải bao gồm cả việc bảo vệ nữa, bao gồm các cái cách sau, đó là cải tạo đất này, bón phân hợp lý, cũng như việc là chống xói mòn đất, chống khô hạn và chống nhiễm mặn. Như vậy chúng ta vừa nắm sơ qua các cái cách thức để sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên đất. Bây giờ chúng ta sẽ sang một dạng tài nguyên khác nữa, đó là làm sao để sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nước, sang phần 2 nhỏ. 2 nhỏ, sử dụng hợp lý tài nguyên nước. Chắc hẳn các em đều biết rằng nước là một cái tài nguyên không thể thiếu đối với bất kỳ sinh vật nào, trong đó có cả con người. Và cái chu trình của nước như sau, đó là gì? Khi mà nước mưa xuống thì nó sẽ một phần sẽ được dự trữ ở trong ao hồ, sông suối, rồi là đại dương. Một phần nó sẽ thấm xuống cái mạch nước ngầm này. Sau đó, hiện tượng bốc hơi của nước từ mặt đất lên này, từ mặt ao hồ, sông suối, đại dương lên này, sẽ tiếp tục ngưng tụ, tạo thành các cái đám mây và tiếp tục lại cho mưa xuống. Như vậy vòng tuần hoàn này nó lặp đi lặp lại, đúng nhỉ? Vậy thì bằng cách nào để chúng ta có thể sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước? Thì các em lưu ý cho cô như sau. Ở đây cô đưa ra một cái bảng. Thứ nhất, đó là nguồn nước có từ đâu? Và cái nguyên nhân gây ra ô nhiễm nguồn nước là gì? Đồng thời, các cách khắc phục đề xuất ra là làm sao? Thì ở đây cô làm mẫu cho các em một cột rồi. Cô lấy ví dụ như là nguồn nước từ các sông này, cống nước thải ở thành phố này. Thì cái nguyên nhân gây ô nhiễm ở đây đó là do dòng chảy bị tắc và do xả rác bẩn xuống sông. Đây chính là cái nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước. Vậy thì cô đề xuất ra cái biện pháp khắc phục ở đây đó là chúng ta phải khơi thông dòng chảy và không được thải rác xuống sông bừa bãi nữa.
Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ làm cho cô ao hồ và biển. Còn đối với ao hồ thì cái nguyên nhân gây ô nhiễm chủ yếu ở đây đó là do gì nhỉ? Do rác thải. Bởi vì chúng ta dễ dàng bắt gặp những hình ảnh người dân rác bừa bãi xuống ao hồ sông suối, hoặc là sắp tới đây ngày ông công ông táo chẳng hạn thì rất nhiều năm báo đài đưa tin đó là gì nhỉ? Người dân thả cá lại thả luôn cả túi bóng xuống. Những hành động nhỏ như vậy thôi cũng gây ra cái tác hại nghiêm trọng đến nguồn nước. Vì vậy, cách khắc phục ở đây đó là gì nhỉ? Không vứt rác bừa bãi nữa và đồng thời cũng không được vứt rác xuống ao hồ sông suối. Để làm được điều này thì cần phải tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về cái tác hại của việc xả rác bừa bãi. Đối với biển thì sao? Cái nguyên nhân gây ô nhiễm chủ yếu ở đây, nó có rất nhiều nguyên nhân, nhưng cô đề ra một cái nguyên nhân, đó là do dầu loang từ các cái vụ tai nạn tàu thủy. Vậy thì cái cách khắc phục ở đây là gì? Thứ nhất là hạn chế đến mức tối đa các vụ tai nạn. Để làm được điều này thì chúng ta cần phải có những cái đội chuyên gia, chuyên nghiệp đúng không nhỉ? Để kiểm tra trước, thật kỹ trước khi ra khơi. Và thứ hai, đó là triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn một cách kịp thời. Trên đây là một số đề xuất của cô về cái cách khắc phục một số nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước. Cụ thể chúng ta nhớ lại cho cô như sau. Đối với tài nguyên nước thì đặc điểm ở đây đó là nhu cầu không thể thiếu của tất cả các sinh vật trên trái đất. Nước là tài nguyên tái sinh. Và cách sử dụng hợp lý, thứ nhất là khơi thông dòng chảy. Thứ hai, không xả rác, chất thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt một cách bừa bãi. Thứ ba, đó là chúng ta phải sử dụng tiết kiệm nguồn nước ngọt. Còn đối với dạng tài nguyên tiếp theo, đó là tài nguyên rừng, thì bằng cách nào chúng ta sử dụng hợp lý? Thì chúng ta sang phần 3 nhỏ, sử dụng hợp lý tài nguyên rừng. Ở đây cô đưa ra một số bức tranh. Thứ nhất là rừng bị cháy, thứ hai là rừng bị chặt phá bừa bãi. Đây chính là cái hình ảnh về tài nguyên rừng bị tàn phá. Vậy, theo các em, hậu quả của việc chặt phá rừng và đốt rừng ở đây là gì? Thì cô lưu ý, như chúng ta đã biết, rừng, thứ nhất, nó là nơi ở của rất nhiều loài sinh vật. Thứ hai, nó còn là cái biện pháp để làm gì nhỉ? Như chúng ta biết là nó chống xói mòn đất, đúng không? Ví dụ như rừng bị cháy hoặc rừng bị chặt phá quá nhiều thì dẫn tới đó là các sinh vật không có nơi ở, không có thức ăn. Và đồng thời gây ra hiện tượng xói mòn đất, đúng nhỉ? Nó ảnh hưởng rất là lớn đến đời sống của sinh vật, thậm chí là con người. Ở đây thì chúng ta thấy rằng ở Việt Nam thì có một số khu rừng vẫn giữ được cái nét đa dạng. Ví dụ như là rừng Cúc Phương này, hoặc là rừng Cát Bà, hoặc là rừng Bạch Mã. Thì ở đây do được bảo tồn, do đó các cái cây cối hay là sinh vật ở đây phát triển rất là đa dạng. Vì vậy, chúng ta cần phải lưu ý đến cái việc xây dựng các cái khu bảo tồn thiên nhiên như vậy. Như vậy, đối với tài nguyên rừng, thì rừng chính là nguồn cung cấp gỗ này, thuốc này, và rừng góp phần điều hòa khí hậu. Tại chúng ta biết, người ta ví là gì nhỉ? Rừng chính là lá phổi xanh. Tiếp theo, loại tài nguyên ở đây thì cũng là tài nguyên tái sinh. Và cái cách sử dụng hợp lý cô đưa ra một số biện pháp. Thứ nhất là khai thác hợp lý kết hợp với việc là trồng bổ sung. Chứ chúng ta đừng chỉ có khai thác thôi mà không biết trồng trọt lại. Phải đồng thời khai thác thì phải đi liền với việc trồng trọt để góp phần giúp rừng có thể khôi phục trở lại. Thứ hai, đó là thành lập các cái khu bảo tồn thiên nhiên. Ví dụ như vừa cô đưa ra có một số khu bảo tồn ấy, khu bảo tồn thiên nhiên ở vườn quốc gia Cúc Phương chẳng hạn. Đó. Như vậy, theo các em, thế nào là sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào các ví dụ cô vừa đưa ra ở phần sử dụng tài nguyên nước này, đất này, rừng này, thì chúng ta rút ra cho cô cái khái niệm sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý. Đó là gì? Đó chính là sử dụng tài nguyên thiên nhiên là vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng tài nguyên của xã hội hiện tại nhưng phải đảm bảo cho thế hệ tương lai. Đúng nhỉ? Tức là vừa đủ đối với hiện tại nhưng mà vẫn phải đảm bảo để thế hệ sau này người ta vẫn có thể sử dụng được nữa. Người ta gọi sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên như vậy đó là việc phát triển bền vững. Từ đó thì chúng ta đưa ra cái khái niệm phát triển bền vững như sau.
Phát triển bền vững là sự phát triển không chỉ đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện nay mà còn không làm tổn hại đến thế hệ tương lai đáp ứng lại các cái nhu cầu của họ. Nhìn chung thì cái khái niệm phát triển bền vững với lại sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên thì nó có mối quan hệ với nhau đúng không nhỉ? Nói tóm lại, ở lứa tuổi của chúng ta phải bằng cách nào đó để làm gì? Góp phần để duy trì và sử dụng hợp lý ở nguồn tài nguyên thiên nhiên. Vậy đối với bản thân các em thì các em đã làm gì để góp phần sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên? Thì ở đây chúng ta trước hết muốn làm được, đúng không nhỉ? Muốn đóng góp gì đó để góp phần sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên thì các em phải hiểu, trước hết phải hiểu đã, hiểu được cái giá trị của tài nguyên. Sau đó thì chúng ta khi mà đã hiểu rồi thì chúng ta sẽ tham gia vào các cái hoạt động bảo vệ nguồn tài nguyên, ví dụ như là tài nguyên nước, tài nguyên rừng, tài nguyên đất chẳng hạn. Và đồng thời thì chúng ta sẽ góp phần tuyên truyền cho bạn bè và người xung quanh để cùng có ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Trên đây là một số các cái giới thiệu của cô liên quan đến bài 58 ngày hôm nay. Trước khi kết thúc thì cô có một số câu hỏi củng cố như sau. Câu 1. Tài nguyên nào sau đây thuộc tài nguyên tái sinh? A. Khí đốt và tài nguyên sinh vật. B. Tài nguyên sinh vật và tài nguyên đất. C. Dầu mỏ và tài nguyên nước. D. Bức xạ mặt trời và tài nguyên sinh vật. Thì ở đây chúng ta dễ dàng lựa chọn được đáp án đúng nhỉ? Vì tài nguyên tái sinh là tài nguyên sau một thời gian sử dụng, nó vẫn có khả năng phục hồi nếu như chúng ta sử dụng một cách hợp lý, có hiệu quả. Thì ở đây, khí đốt này, rồi là dầu mỏ này, nó thuộc loại tài nguyên không tái sinh vì nó chính là nguồn khoáng sản, đúng nhỉ? Còn bức xạ mặt trời thì nó lại là nguồn tài nguyên năng lượng vĩnh cửu. Như vậy chúng ta dùng phương án loại trừ thì chúng ta có thể thấy được đáp án đúng ở đây chính là đáp án B. Tiếp tục, câu 2. Dựa vào yếu tố nào sau đây để xếp đất vào nguồn tài nguyên tái sinh? A. Trong đất có chứa nhiều khoáng sản, kim loại. B. Đất thường xuyên được bồi đắp bởi phù sa, được tăng chất mùn từ xác động cũng như là thực vật. C. Trong đất có nhiều than đá. D. Nhiều quặng dầu mỏ khí đốt có trong lòng đất. Câu này không cần phải suy nghĩ nhiều đúng không nhỉ? Đáp án chúng ta chọn chắc chắn là đáp án B. Tiếp tục. Câu hỏi số 3. Biện pháp cần để bảo vệ rừng và tài nguyên rừng đó là A. Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên và các vườn quốc gia. B. Không khai thác sử dụng nguồn lợi từ rừng nữa. C. Tăng cường khai thác nhiều hơn nguồn thú rừng. D. Chặt phá các khu rừng già để trồng lại rừng mới. Đối với câu 3 này thì chúng ta lựa chọn đáp án ở đây chính là đáp án A. Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia. Trên đây là một số các cái câu hỏi để chúng ta vận dụng kiến thức vừa học để góp phần củng cố lại giúp các em khắc sâu hơn kiến thức mà chúng ta vừa học. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các em trong những buổi học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.